ốm yếu, mắc bệnh. Decide to eat in the midnight. Và hãy chúng ta hãy quyết định và ăn vào buổi đêm. It will disturb the timing. Và nó hoàn toàn nó sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học. And quickly you become sick. Và nhanh chóng là chúng ta sẽ bị mắc bệnh. In our hospital. Và trong bệnh viện của chúng tôi. We for all kinds of patients. Và tất cả các bệnh nhân, tất cả loại bệnh nhân. Cancer patient. Những bệnh nhân bị mắc ung thư. Heart patient. Những bệnh nhân bị bệnh tim. Kidney patients. Những bệnh nhân bị bệnh thận. When they come. Khi mà họ đến bệnh viện của chúng tôi. This is the first medicine, the time as medicine which we give. Đây là cái thuốc đầu tiên mà chúng tôi áp dụng cho họ. Now, what you need to do? Vậy chúng ta cần phải làm gì? This F, you place it at 8 a.m. Vậy cái F này của chúng ta để vào lúc 8 giờ nhá. That means breakfast only after 8 a.m. Vậy có nghĩa là bữa sáng của chúng ta chỉ ăn sáng sau 8 giờ. And the lunch remain at the same place. Và bữa trưa của chúng ta có thể khoảng cái thời gian đó. But dinner D, that range you push to near 6 p.m.